xin được cảm ơn Chí Linh Hải Dương xin gửi lời mến chào toàn thể các bác và anh em nhé. Và trở lại video clip vào buổi chiều ngày hôm nay, bên em tiếp tục lên sóng test và giới thiệu cái gì đến các anh em vào một cặp loa Mỹ Bay có model SP2G có hình thiết kế một bát đơn 40, sử dụng 12 con họng 100, một chép kèn sử dụng thùng gỗ hộp lì đây các bác. Đấy, thông số kích thước chiều cao thùng thiết kế khoảng trên 80, bề ngang khoảng 52 và sâu 60 cm. Thùng thiết kế hình thang cân, một cặp loa bãi Mỹ PV con model SP2G các bác nhá. Đấy. Đấy, bát 40 sử dụng từ 2 côn họng 100. Đấy, tép xuống từ 14 côn họng 51. Đấy, đây là một siêu phẩm đến từ PV. Đấy, thùng vách đẹp, nội thất bao nguyên zin nguyên bản cho các bác anh em với một cặp loa Mỹ Đế PV model SP2G. Vâng, công suất maximum 1200W ở chở kháng 8 ohm. Đấy, thiết kế 4 cổng jack kết nối 6 ly, các bác có thể chơi giải cao, giải tép, giải thấp, giải bass. Đấy, loa sản xuất tại Made in USA các bác nhá. Đấy, thùng vách đẹp, nội thất bao nguyên zin nguyên bản. Vâng, với phần khúc rất hợp lý, chỉ 19 triệu đồng các bác anh em sở hữu ngay một cặp loa Mỹ xịn PV SP2G bát 40. Đây, các bác để ý nền nhạc cực kỳ chi tiết và sạch sẽ, giải bát xuống sâu mềm chắc, uy lực tép lầy tí tách. Vâng, loa bên em bao nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Vâng, với 19 triệu đồng một cặp loa Mỹ xịn PV SP2G. Và mọi nhu cầu mua sắm các bạn anh em liên hệ theo hai số điện thoại 0974637646 và 0918249265, và địa chỉ bên em tại Kinh Tứ Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Với model PV SP2G chơi hay bài đẹp, cặp loa này các bác sử dụng cho không gian phòng từ 30 vuông trở lên. Cực kỳ chi tiết, loa nguyên zin nguyên bản đẹp, cáu cạnh các bác.